Thu hoạch bí cô tiên, một quả hơn 1 ký. Đây quả này, quả đuôi này. Quả này bị đuôi. Hôm nay thu hoạch bí cô tiên có rất nhiều trò vui. Đây quả này bị đuôi. Bí cô tiên là loại bí mà rất dễ ăn mà có nhiều dinh dưỡng. Đấy, trồng chơi thôi, dàn có, nhà có dàn trồng chơi. Đấy, trồng chơi mà được ăn thật. Bí này xào với tỏi ấy. Đấy, hoặc là để già một chút như quả này. Quả này là quả bé. Đấy, thì có thể nấu xương làm canh rất là ngon. Đây, qua bên này chơi anh ơi. Đây, thu hoạch bí dọn vườn. Hết mùa vụ vui dọn vườn để chuẩn bị cho mùa vụ mới trồng cây. Ai bí đây?